mới trả 200 khủng về đó bạn, dài 5 mét, giờ móc xuống mình xả mà xả là bằng tay. Rồi, để qua bỏ dây cho. Rồi, đóng đĩa sao luôn. Một lóng này nữa. Hai lóng. Lóng này 6 mét à. Lần này qua. Rồi lên luôn. Ý, nặng à. Ý, không nặng. Lại, lại. Không đồng rồi, hút lại thôi. Lên. Rồi, đóng đĩa xả đóng bự trước. Rồi, bắt đầu mình xả hả bạn. Đóng đĩa xong rồi, bắt đầu chạy. Rồi chạy. Xà mà lỗi đẹp ghê luôn à, thấy lỗi à, hết biết lỗi không, có biết mày bè thôi mà lỗi cái đó. Xà mà đẹp quá trời luôn, lỗi đẹp quá biết.
quá là đẹp luôn. Mỗi người muốn tới già ngoài. Đã đóng bỏ cái chạy rồi. Rồi.
quá trời cái lỗi đẹp luôn. Đây này mặt 30. Cái này dày quá, lấy vỡ lan cậu không rồi. Thank you.
Con cua này xong rồi các bạn, cua này là hoàn thành cái cây rồi, mình nên kết thúc cua rồi đây nha. Gặp lại các bạn đưa cái cây nha, cua này xong rồi.